bắt đối tượng chăn dắt, đánh đập, giam giữ trái phép 3 cô gái. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thành Đạt để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Đối tượng này dù chỉ mới 18 tuổi nhưng đã hành nghề chăn dắt 3 cô gái, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Tạm giữ hình sự 6 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ngày 21 tháng 3, tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Thành Đạt, 18 tuổi, trú tại xã E Ác Tù, huyện Cư Cụ Ỉn, Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Nguyễn Tiến Thành Đạt tại cơ quan điều tra. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 3, người dân báo tin có 3 cô gái bị đánh đập và giam giữ trái phép trong một phòng trọ ở hẻm 175 đường Y Hiền Đoạn, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Đáng chú ý, trong 3 cô gái này có một người chỉ mới 13 tuổi. Ngay sau đó, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã triển khai một tổ công tác đến kiểm tra. Tại đây, công an đã phát hiện có 3 cô gái bị Đạt giam giữ đúng như tin báo của nhân dân. Đạt thực nghiệm lại việc bắt giữ đánh đập các cô gái. Lập tức Đạt cùng các cô gái được đưa về công an thành phố Buôn Ma Thuột để làm việc. Bước đầu, các cô gái cho biết, thông qua mạng xã hội Facebook họ đã quen biết một người tên Tiểu. Sau đó, Tiểu giới thiệu họ lên thành phố Buôn Ma Thuột để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. Từ đó, họ về ở cùng phòng trọ và bị Đạt quản lý. Mỗi khi có khách gọi thì họ được Đạt trở đi. Sau mỗi lần phục vụ họ được 250.000 đồng nhưng bị Đạt lấy hết. Ngoài ra, mỗi ngày Đạt chỉ cho họ ăn một bữa vào buổi chiều. Do không chịu đựng được, các cô gái này bỏ đi Hà Nam làm. Tuy nhiên sau đó họ quay trở về và đã bị Đạt đánh đập và nhốt trong phòng trọ 2 ngày liền. Tại cơ quan điều tra Đạt khai nhận, vì bực tức chuyện 3 cô gái bỏ đi nên khi đưa được về đã dùng chổi, tay và chân đánh đập rồi khóa cửa nhốt họ trong phòng trọ. Đạt cho biết đã hoạt động nghề chăn dắt các cô gái để phục vụ quán karaoke được 1 năm nay. Tất cả các cô gái được Đạt bắt ở chung với mình. Đạt lo các chi phí hàng ngày cho họ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.